Alo. Alo, alo. À, chào mừng các đồ hữu. À, có tiếng rồi đó các đồ hữu ơi. Nãy giờ là bách quên là kết nối với lại cái micro cho nên là bách nói khí thế luôn mà các đồ hữu nhắn không nghe. Bách cũng kiểm tra quá trời thì ra là bách có gắn cái micro vô đâu mà có tiếng. Rồi đợi thêm tầm 5 phút nữa ha, giờ các đồ hữu lên hơi đông đông là chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm này. Thì nói chung là nó lạ lắm. Bác tới thì theo đề xuất của các đồ hữu là bữa hổm đó là cái bộ tối cường hệ thống đó của Tân Phong thì đã được vâu nhiều nhất, nhưng mà cái vấn đề là bác mới phát hiện ra là bên kênh của MC Tiến Phong nè, rồi bên kênh Hoàng A Tủng nữa, là người ta đọc cái bộ đó rồi mà người ta đổi tên, đổi thành là Ngạo Thế Chi Vương rồi cái gì Thiên Quân Vô Lại đó, rất là nhiều lượt xem rồi. Cho nên là thôi Bách không đọc được. Rồi tạm thời thì cái hôm nào mà có Tần Tang thì Bách sẽ tranh thủ thêm thời gian Tần Tang với lại livestream cái bộ Tu Tiên Lạ Lắm này. Thì bộ này cũng rất là hay. Nói chung là 2 3 hôm thì chúng ta thư giãn một hôm với một bộ truyện hài để anh em mình thoải mái đầu óc một tí. À, chuyện mới của MC Tiến Phong là chuyện gì vậy đâu hủ? Tại vì lúc đó là bác không có để ý là tại MC Tiến Phong đổi cái tên truyện đó thành Ngạo Thế Chi Vương đó, cho nên là nó hơi bị trùng giờ. Ủa, nó hơi bị trùng chuyện mà bác không nghĩ là cái chuyện đó là đọc rồi mà quá trời lượt xem luôn. Em vừa thấy đọc nó cũng hài mà thôi thì bây giờ tạm thời các đồ hữu nhai thử cái bộ cái này rớp thì không rớp rồi đâu hữu, nhưng mà chắc là ra nó hơi chậm tại vì thời gian thì mình sẽ dành cho là mấy cái bộ khác là Tần Tang nè, rồi Bùi Lăng với lại Trường Sinh ha. Thì Bách vẫn đang truyện bình thường, chỉ là thời gian nào rảnh á, thì Bách mới là đọc cái bộ này thôi. Thì không rớp nhưng mà sẽ không được là như ngày nào cũng like, tại vì ngày nào cũng like thì không có like ra nổi, thời gian không có đủ. Ra chuyện mới kênh nào đâu hủ? Rồi thì giờ các đậu hủ cũng vào đông rồi ha, thì bắt đầu chúng ta sẽ vào nội dung của bộ truyện. Thì Bách cũng nói trước là cái chuyện này thì Bách đã đọc trước rồi. Ở đây là Bách sẽ phát lên và chúng ta có thể là trực tiếp cùng với nhau để mà nhắn tin qua lại với nhau được, chứ không phải là Bách đọc trực tiếp. Bách sẽ phát lên và anh em có thể bình luận, nói chung là có thể bình luận thoải mái luôn. Bách chỉ để cái hình lên đây làm màu thôi. Rồi bắt đầu vào hai cái đồ. À, khoan khoan, con nó khóc bên kia rồi, để bắt chạy qua bển cái rồi bắt trở lại liền. Rồi ok, mẹ nó vô rồi. Bắt bị đuổi qua cái phòng bên đây rồi. Còn bên kia thì con bắt với bà xã, rồi nó khóc thì mình vẫn nghe, có gì mình cũng chạy qua chạy lại đó. Rồi rồi, cảm ơn các đồ hữu. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta vào chuyện mà chúng ta vẫn có thể bình luận với nhau nha. Bắt chỉ ta tắt mic của mình thôi. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung của bộ truyện. Thì hôm nay Bách xin giới thiệu đến các đầu hữu bộ truyện là Tu Tiên Lạ Lắm. Tên thật của nó là Ai Bảo Hắn Tu Tiên, của tác giả là Tối Bạch Đích U Nha.
Lý do chọn bộ truyện này không phải là cái bộ truyện mà các đậu hũ đã vâu, bởi vì là Bách mới phát hiện ra là cái số phiếu cao nhất là 13 phiếu của bộ truyện Tối Cường Hệ Thống. Nhưng mà Bách lên mạng mới phát hiện là cái bộ đó thì MC Tiến Phong và cả MC Hoàng A Tủng đã đọc rồi. Đọc qua nhưng mà người ta đổi tên cho nên là Bách cứ nghĩ là chưa có ai đọc nên lúc đó đề xuất. Thì một cái bên MC Tiến Phong thì là Ngạo Thế Chi Vương, còn bên phía Hoàng A Tủng thì Thiên Quân Vô Lại. Nói chung là cũng là rất nhiều lượt xem rồi, cho nên nếu đọc nữa thì chắc các đạo hữu cũng không xem nhiều. Cho nên là Bách quyết định là đổi lại cái bộ này. Giới thiệu sơ nội dung của bộ này một tí thì men của chúng ta tên là Lục Dương, xuyên không qua một cái thế giới gọi là Trung Ương Đại Lục. Thì ở đây là có Ngũ Đại Tiên Tông. Thì trong Ngũ Đại Tiên Tông này đứng đầu chính là Vấn Đạo Tông. Men của chúng ta thì bái nhập vào bên trong Vấn Đạo Tông này. Nhưng mà cái tông môn này nó lạ lắm. Mà nó lạ như thế nào thì chúng ta bắt đầu vào truyện rồi sẽ rõ ha. Thì đây cũng là một cái bộ tiên hiệp nhẹ nhàng hài hước. Đêm nào mà Bách rảnh thì Bách sẽ like bộ này. Còn hôm nào không rảnh thì không like. Cho nên trước khi like thì Bách sẽ thông báo. Thôi vậy đi, rồi chúng ta bắt đầu vào nội dung của bộ truyện. Chương 1. Hôm nay nghi sức hành không nên gian lận. Nghi sức hành có nghĩa là thích hợp cho sức hành ha các đồ. Âm lịch mùng 2 tháng 2 thích hợp cho sức hành. Mưa vừa rầm rầm rơi xuống, rơi trên mặt đất, té lên mùi của bùn đất. Rơi xuống trên mặt hồ tạo nên từng cái vòng gợn sóng lăn tăn. Rơi xuống trên đỉnh đầu của người qua đường, gây nên bọn họ thấp giọng quát mắng. Con mẹ nó, ai nói hôm nay là thích hợp sức hành, mới đi ra đường trời đã mưa rồi. Lục Dương oán trách một câu, có chút hối hận, không có trước mang theo áo tay. Hắn là lần đầu tiên đi xa nhà không có kinh nghiệm gì, mưa lại đột nhiên rơi xuống, để cho hắn một thân ướt nhẹp, dây thì lầy lội dính bụng đất không chịu nổi. Đi trên đường đều là cảm thấy được ác ý đang đối diện với chính mình. Hắn lúc này đem chân từ bên trong vũng bụng mới rút ra. Cọc 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 cọc, thanh âm từ phía sau truyền đến, gây nên Lục Dương chú ý. Lục Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái chiếc xe ngựa đang nhích lại gần. Trên xe ngựa cũng không có mã phu, ngựa già phảng phất là biết đường, không cần đến ai điều khiển nó cả. Thật là một con ngựa thần dị mà. Lục Dương tán thưởng một câu. Ở trên trán ngựa già có mấy cái lân phiến tựa như là vảy rắn, hiển nhiên đây chính là một cái loại yêu thú dị chủng nào đó rồi. Hắn mặc dù không hiểu giá trị trong đó, nhưng cũng biết rõ cái thớt ngựa già này cực kỳ trân quý. Tối thiểu là lấy tài lực hiện tại của hắn mua không nổi đâu. Vị huynh đài nãy trong mưa dạo bước, quả nhiên thật là có nhã hứng mà, không ngại vào trong xe ngồi một chút. Ở trong xe ngựa truyền đến tiếng cười cởi mở của nam tử. Lục Dương tiếp nhận hảo ý của nam tử, đem chân từ bên trong vũng bụng rút ra, vội vàng lên xe. Làm phiền rồi, tại hạ là Lục Dương. Lục Dương cẩn thận nghiêm túc ngồi vào trong xe, sợ là nước mưa cùng với bùn đất ở trên người của mình lập tức làm bẩn xe. Mạnh Cảnh Chu, giọng nói của chủ nhân chiếc xe ngựa lúc này cũng vang lên, là một thanh niên khoáng khoáng, lạc quan và sảng khoái, dường như gặp ai cũng có thể trò chuyện nhiều hơn hai câu. Lục huynh lần này cũng là đến tham gia tuyển chọn của Vấn Đạo Tông hay sao? Thử thời vận mà thôi. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha. Lục huynh nè, ta đợt bộ trước lại có làm sao? Nếu người thật sự chỉ là muốn đến tìm vận may, liền sẽ không tại trong mưa dạo bước tiến về Vấn Đạo Tông đâu. Lục Dương có một chút xấu hổ. Ai không muốn tiến vào Vấn Đạo Tông chứ hả? Vấn Đạo Tông đứng hàng thứ nhất ở bên trong Ngũ Đại Tiên Môn của Trung Ương Đại Lục. Đại năng tu tiên nhiều vô số kể, cường thịnh tới cực điểm. Hôm nay Vấn Đạo Tông chiêu thu đệ tử, không biết có bao nhiêu người nghĩ đến đây để thử thời vận một lần. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu cũng là hai trong số đó. Lục Dương vốn là người địa cầu, xuyên qua tới Trung Ương Đại Lục. Phụ mẫu chết sớm là dựa vào một ít di sản của phụ mẫu lưu lại, cùng với hàng xóm cùng quê cũ tế mà có thể sống sót tới giờ. Tại ở bên trong tiểu trấn sinh hoạt mười mấy năm, hắn đã nghe Thiết Thư Tiên Sinh nói qua có tiên nhân dùng kiếm gõ thiên môn, lại nghe nói qua ở bên ngoài 500 dặm có hạ yêu xây người một cái hồng thủy liền lan tràn, nghe nói qua đệ tử của tiên môn dùng phi kiếm để mà trảm yêu trừ ma vệ đạo, gặp qua đạo sĩ lôi thôi hãm hại lừa gạt lăng không bay lên trước mặt mọi người vượt ngục, lại bị quan gia cũng lăng không bay lên bắt ngược trở về. Thời điểm đó hắn liền biết rõ nơi này không phải là cái thế giới mà hắn quen thuộc,
cũng không phải là bất kỳ một cái triều đại nào mà hắn từng nghe nói qua. Nơi này là một cái thế giới mà người ta có được vĩ lực mạnh mẽ, một thế giới của người tu tiên. Hắn nghĩ muốn cầu tiên vấn đạo, học tập tiên pháp để mà trường sinh. Vấn đạo tông chính là cái trạm lựa chọn thứ nhất của hắn. Lựa chọn vấn đạo tông không có nguyên nhân gì khác, đơn thuần là chung quanh nhà của hắn không còn cái tông môn nào khác, chỉ có một nhà vấn đạo tông. Vấn đạo tông ở chỗ này rồi, những tông môn khác sẽ không tự chuốc nhục nhã lựa chọn tại phụ cận để mà thay tông lập phái đâu. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Dương biết được Mạnh Cảnh Chu xuất thân từ tu tiên thế gia. Đối với tri thức tu tiên, nắm giữ muốn xa xa nhiều hơn so với Lục Dương. Vấn đạo tông chiêu thu đệ tử yêu cầu là phàm nhân từ 16 tuổi trở xuống. Không chỉ là vấn đạo tông đâu, đại đa số các tông môn đều là yêu cầu như thế nha. Tu tiên này một đường nói ngắn mà lại dài, luyện khí trúc cơ kim đan, nguyên anh hóa thần, luyện hư hợp thể độ kiếp, mỗi một cái cảnh giới đều là một cái đạo đường ranh giới. Không biết là mắc kẹt lại bao nhiêu người, 10 tiếng một, 20 tiếng một, thậm chí là trong đó 100 người mới xuất hiện một cái mà thôi. Nhân tố quyết định thành tựu tu tiên cũng có rất nhiều, tỉ như là khí vận, trí tuệ hay là linh căn. À, Lục huynh à, ngươi có biết mình là cái linh căn gì không hả? Vấn đạo tông ti nói là đối với linh căn yêu cầu không có cao, nhưng mà linh căn quá kém cũng là không có muốn thu đâu nha. Lục Dương nhíu mày, hắn đối với cái từ linh căn này vẫn là từ cái chỗ trong miệng của Thiết Thư tiên sinh mà nghe được, cũng không biết mình là cái linh căn gì. À, không biết rõ nữa, Mạnh huynh à, ngươi có biết của mình hay không? Nghe vậy thì sắc mặt của Mạnh Cảnh Chu lại biến đến 10 phần hoang mang, đồng dạng cũng lắc đầu. Ta từng ở trong tạp khảo nghiệm qua linh căn rồi, nhưng tộc lão lại mang một cái bộ mặt sầu thảm, cũng không nói cho ta kết quả, chỉ nói là thiên phú của ta kinh động như gặp phải thiên nhân, bái nhập vào ngũ đại tiên môn không thành vấn đề, chờ ngày sau lúc ta bái vào bên trong ngũ đại tiên môn rồi ta sẽ biết rõ. Ta trong âm thầm vụng trộm lại hỏi phụ mẫu của mình, bọn hắn so với tộc lão của ta lại càng thêm u sầu hơn, đồng dạng cũng không nói cho ta biết. Lục Dương lúc này mới phỏng đoán nói, có thể là linh căn của ngươi quá kinh thế hải tục rồi, dễ dàng để cho Mạnh gia mang tới tai họa. Chỉ có vấn đạo tông, cái loại quái vật khổng lồ này mới có thể bảo trụ được ngươi nha. Ế, cậu ta đoán là đồng dạng đó. Mạnh Cảnh Chu vỗ bả vai của Lục Dương, một bộ dáng vẻ gặp được tri kỷ. Càng xem Lục Dương, hắn càng cảm thấy người này cùng mình đồng dạng là tài hoa hơn người, chính là hạt giống tu đạo trời sinh. Lục Dương nghe thấy tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, may mắn là Mạnh Cảnh Chu để cho hắn đi nhà xe. Dừng lại nè. Mạnh Cảnh Chu đột nhiên hô lên một tiếng, ngựa già cộp cộp đi thêm vài bước, chậm rãi dừng lại. Xe ngựa này giống như là một cựng dị bảo, Mạnh Cảnh Chu có thể nhìn thấy tình huống ở bên ngoài xe ngựa. Hắn nhìn thấy ngoài xe ngựa có một nữ tử đang đi tại trong mưa, cùng với Lục Dương vừa rồi là đồng dạng. Vị tỷ tỷ này đang tại đi cái phương hướng nào, chắc hẳn là cũng muốn đi đến vấn đạo tông để mà tham gia khảo nghiệm hả? Mưa rơi lớn như vậy rồi, nếu như không ngại, lên trên xe nghỉ chân một chút đi. Nữ tử có chút kinh ngạc với cái đề nghị của Mạnh Cảnh Chu, nhưng nghĩ nghĩ rồi cũng liền đồng ý. Nữ tử vừa lên xe, Mạnh Cảnh Chu cùng với Lục Dương liền là cùng nhau ngây ngẩn cả người. Mạnh Cảnh Chu cũng coi như là gặp qua việc đời, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua nữ tử xinh đẹp như thế. Lục Dương thì càng không cần phải nhắc tới. Nữ tử xinh đẹp nhất mà hắn gặp qua chính là cái tiểu quả phụ bán đậu hũ ở sát vách. Đương nhiên Lục Dương chính là chính nhân quân tử à. Đối với tiểu quả phụ kia, hắn không có bất luận cái ý nghĩ xấu gì à. Nữ tử này giống như là một đóa hoa sen quyến rũ nhưng không sặc sỡ, một chiếc áo trắng tinh, thon thả và thanh lịch, đôi mắt sáng và răng trắng, mang lại cho người khác cảm giác giống như là lạc vào một thế giới xa xăm nào khác. Nữ tử còn đeo theo một cái chuỗi chuông vàng ở trên cổ tay phải. Phân chi cảm ơn hai vị nha. Giọng nói của cô gái giống như là dòng suối trong lành, làm người ta rất dễ chịu khi nghe. Lục Dương phát hiện ra điều bất thường, nói khẽ. Mạnh huynh à, sao mà người quấy khô ráo như vậy? Liệu có phải liệu quái hay không hả? Bên trong truyện xưa của Thiết Thư tiên sinh thường xuyên có yêu quái hóa thành mỹ nữ, dẫn dụ những tiểu quả tử khỏe mạnh cường tráng trẻ tuổi như là bọn hắn đây. Vừa rồi Lục Dương đi dưới trời mưa, cả người ướt sũng, chật vật không chịu nổi. Trái lại Vân Chi này, trên thân không có nửa điểm nước mưa, hoàn toàn không giống như là bộ dáng tại trong mưa đi bộ qua. Mạnh Cảnh Chu cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ là trên thân mang theo một cái kiện dị bảo gì đó có thể tránh mưa. Cái này ở bên trong thế gia cũng coi như phổ biến ấy mà. Mạnh Cảnh Chu không lo lắng Vân Chi là yêu ma quỷ quái gì. Nơi này là địa bàn của vấn đạo tông, yêu quái nhà ai lại không muốn sống nữa,
dám đến Vấn Đầu Tông để mà nháo sự chứ? Vân Chi cô nương nè, thế nhưng là đến tham gia khảo nghiệm của Vấn Đạo Tông sao? À đúng vậy. Mạnh Cảnh Chu ân cần nói ra, tại chỗ này vừa vặn có nội dung khảo nghiệm của Vấn Đạo Tông, là tiêu số tiền lớn từ trưởng lão của Vấn Đạo Tông mua được đó nha. Vậy chị cô nương có muốn nghe hay không hả? Lục Dương kinh ngạc nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, ngươi làm sao lúc nãy không nói với ta chứ? Cái đồ mê gái này. Vân Chi so với Lục Dương còn muốn kinh ngạc hơn. À, cái này thế nhưng là gian lận, vạn nhất bị Vấn Đạo Tông phát hiện thì sao? Mạnh Cảnh Chu khoát khoát tay, một mặt tự tin. Chiếc xe ngựa này của ta chính là một cái kiện dị bảo, liền xem như những đại năng tu tiên kia hay là những lão quái vật ẩn cư không ra cũng không cách nào dùng thần thức dò xét tới nơi đây được đâu. À thì ra là thế hả? Còn xin Mạnh công tử cáo tri nội dung khảo nghiệm. Lục Dương nghe vậy cũng là vểnh tai lên lắng nghe. Mạnh Cảnh Chu hắn giọng một cái. Khảo nghiệm của Vấn Đạo Tông tổng cộng chia làm ba cửa ải. Cửa ải thứ nhất chính là khảo thí linh căn. Cái khảo thí này cực kỳ cứng nhắc, không có khả năng mua lợi hay là đi đường tắt gì đâu. Có không gian để mà thao tác thì chính là cửa ải thứ hai và cửa ải thứ ba nha. Khảo nghiệm cửa ải thứ hai chính là phẩm hạnh. Một cỗ xe ngựa mất đi khống chế, muốn vọt tới, năm người nằm bên vệ đường, đụng ngã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có một người nằm tại cái đất không xa. Nhóm người chúng ta là một cái người ngoài cuộc, có thể khống chế được phương hướng của xe ngựa mất khống chế kia, là lựa chọn không để ý tới cũng không hỏi gì để cho nó đâm chết năm người, hay vẫn là cải biến phương hướng của nó để cho nó đâm chết một người khác. Lục Dương không cần nghĩ ngợi, để cho nó đâm chết người khác đi. Mạnh Cảnh Chu mười phần kinh ngạc. Từ khi hắn biết được nội dung của cửa ải thứ hai, sau đó một mực không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Thế nào mà Lục Dương này lập tức liền có thể làm ra quyết định vậy? Lựa chọn không can thiệp thì phải đứng trơ mắt nhìn năm người kia bị đụng chết. Đạo lý qua được nhưng mà lòng không qua nổi. Chọn thay đổi phương hướng để đụng chết một người khác thì người này chẳng phải là rất đen đủi hay sao? Tự nhiên lại bị đụng cho chết, và hơn nữa còn là do chính mình ra tay. Mạnh Cảnh Chu mới đem nghi vấn của mình nói ra. Lục Dương lại nhanh chóng giải thích nói, nào có nhiều thời gian để cho người suy nghĩ như vậy, chờ người suy nghĩ ra kết quả, năm người kia đã sớm bị đụng chết rồi. Ta đoán cái khảo nghiệm này của Vấn Đạo Tông không phải là người lựa chọn cứu năm người hay là một người, mà là nhìn người có thể cấp tốc đưa ra quyết định hay không. Ta nghe Thiết Thư Tiên Sinh đã từng giảng qua, tu sĩ đấu pháp chênh lệch nhau chỉ là một giây một hào có thể phân ra sinh tử rồi. Cửa ải thứ hai khảo nghiệm phẩm hạnh là cái gì chứ? Là nhìn người có quả quyết hay là không quả quyết để đưa ra quyết sách. Bên trong thời gian ngắn làm ra quyết định gì mới là trọng yếu nhất. Mạnh Cảnh Chu lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Cửa ải thứ ba khảo nghiệm là thành thật. Vấn Đạo Tông có một cái gương có thể phán đoán là người nói thật hay là nói dối. Nếu là bị phát hiện là người nói dối, trực tiếp người bị đá ra khỏi khảo nghiệm luôn. Lục Dương suy tư một chút lại nói, cái cửa ải này ngược lại là đơn giản nha. Nếu như không có sớm nhắc nhở, rất dễ dàng nói láu để che giấu chính mình. Bất quá đã sớm biết rõ rồi, nói thật ra liền tốt à. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, hắn cũng nghĩ như thế. Hai người thương lượng một hồi, đưa ra được không ít khả năng xuất hiện ngoài ý muốn cùng với đối sách, bàn bạc một phen cảm thấy thiên y vô phùng. Vân Chi cô nương thì cũng lộ ra mỉm cười, dường như cảm thấy biện pháp của hai người nói là tốt nhất. Đa tạ Mạnh thiếu hiệp đã cho biết nội dung nha. Mạnh Cảnh Chu mỉm cười một cái cũng không nói gì. Ờ, mưa tạnh rồi kìa. Lục Dương phát hiện ngoài xe không tiếp tục truyền đến tiếng mưa rơi xuống đất nữa, không khỏi hiếu kỳ hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Nơi mà bọn họ vừa đi qua vẫn là mưa như trút nước, trong khi nơi họ đang đứng ở đây có nắng chan hòa, chim ca vàng, hoa thơm ngát, như thể là có một đường kiếp khí vô song chia các thế giới thành hai nửa âm dương, không bao giờ giao nhau được. Lục Dương ngước nhìn chỉ thấy vô số dị thú độc lạ, pháp bảo của tiên gia bay nhanh đến ngọn núi cao vút trải dài tận chân trời kia. Ngọn núi cao vút được ánh nắng phủ lên một lớp vàng nhạt, hoa văn lộng lẫy từ phía sông núi lan ra, che kín cả bầu trời, ngăn không cho mưa rơi xuống. Đó chính là ngọn núi cửa ngõ của Vấn Đầu Tông. Trên đó là đại trận hộ phái, không ai có thể phá vỡ. Bắt nguồn từ lòng tôn kính đối với Vấn Đầu Tông, các thiên tài tu đạo dưới sự dẫn dắt của trưởng bối nhà mình đáp xuống chân núi, chờ đợi Vấn Đầu Tông mở ra khảo nghiệm. Ngựa già của Mạnh Cảnh Chu đã là yêu thú dị chủng có chút hiếm thấy rồi, nhưng cùng với những con dị thú thần tướng ở chân núi kia mà so sánh ra vẫn là kém hơn một chút. Má ơi, cái chỗ này mà so sánh với nơi ở Mạnh gia của chúng ta là bá khí hơn quá nhiều rồi. Mạnh Cảnh Chu so tay có chút khẩn trương, nghĩ đến mình lập tức liền có thể thông qua khảo nghiệm trở thành một thành viên của Vấn Đạo Tông, trong lòng càng là nhiều hơn vẫn là kích động. Lục Dương thì không nói gì. Thời điểm hắn ở nhà có thể nhìn thấy cái tòa núi cao này, nhưng mà thời điểm đó cự ly quá là xa,
không có cảm giác gì. Lúc này đứng tại chân núi, hắn mới ý thức được đây chính là quái vật khổng lồ cỡ nào. Hắn có chút khẩn trương. Cái cửa ải thứ hai và thứ ba hắn đều đã có biện pháp rồi, nhưng hắn đến bây giờ cũng không biết mình là cái linh căn gì. Nói không chừng ngay cả cái đạo khảo nghiệm thứ nhất cũng đều không qua được rồi. Mấy chục tên tu sĩ đứng ở lơ lửng ở trên không, canh giữ phía trước núi cao, đều là tản ra ba động khí tức cực kỳ là cường đại. Lục Dương hoài nghi bọn hắn nếu là hoàn toàn buông ra khí tức, ở đây sợ liền là có thể đứng đều không có được mấy người. Những tu sĩ này trầm mặt không nói gì, không khỏi cho người ta một cái loại áp lực tâm lý. Lúc này Lục Dương lại nghe được có trưởng bối ở trong gia tộc đang giới thiệu cho hậu bối nhà mình. Nhìn thế rất của đạo bào, đây chính là đệ tử hạch tâm của Vất Đạo Tông, đều là bái sư vào môn hạ của các vị đại trưởng lão cả. Vậy sao những người này chính là sư huynh đệ của ngươi? Ngươi cũng không cần khẩn trương đâu, bọn hắn cũng không phải là tận lực để cho các người áp lực. Xem ra bọn hắn là đang chờ cái người chủ trì của cái trận khảo nghiệm này. Chờ người chủ trì đến rồi, khảo nghiệm liền có thể bắt đầu. Lục Dương quay đầu muốn nhìn một chút phản ứng của Vân Chi cô nương là như thế nào, hay là kích động hay là khẩn trương. Cũng không thể vẫn một mực là một mặt lạnh nhạt chứ hả? À, Vân Chi cô nương là ngươi. Lục Dương vừa định mở miệng nói cái gì, đã thấy Vân Chi cô nương nhẹ nhàng cất bước. Trên mỗi bước chân của nàng đặt xuống sẽ có một cái đó sen trắng nâng đỡ thân hình nhu nhược của nàng. Mọi người xôn xao, những vị trưởng bối của các gia tộc tốt mồ hôi trắng, vội vàng yêu cầu hậu bối của mình giữ im lặng. Sen trắng tạo thành đường đi băng qua mọi người. Vân Chi cô nương đến vị trí trung tâm ở giữa cái đám đệ tử hạch tâm của Vấn Đạo Tông kia. Các đệ tử Vấn Đạo Tông cúi người chào để thể hiện sự tôn trọng của mình. Vân Chi cô nương nhẹ nhàng giơ tay hướng về phía mọi người, mím môi cười khẽ một cái. Để cho mọi người đợi lâu rồi, ta chính là đại sư tỷ của Vấn Đạo Tông, là người chủ trì của cái lần khảo nghiệm này. Ta tuyên bố khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Dứt lời, Vân Chi cô nương vẫn là giống như cười mà không phải cười, phủi một chút về phía Mạnh Cảnh Chu cùng với Lục Dương đang đờ đẫn. Nàng đúng là đến tham gia cái lần khảo nghiệm này của Vấn Đạo Tông, chỉ bất quá nàng không phải là thí sinh mà là giám khảo. Rồi, hai thanh niên số hưởng nha các đồ hổ. Gặp ngay Vân Chi cô nương là giám khảo luôn. Tiếp chương 2. Đơn linh căn. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, xong cùng mẹ nó rồi, bọn hắn thế mà tại ở trước mặt giám khảo thương lượng như thế nào gian lận. Đại sư tỷ Vân Chi phản phất như không biết rõ kế hoạch gian lận của hai người, chỉ là phủi liếc mắt nhìn hai người một chút liền không tiếp tục nhìn lần thứ hai, bắt đầu tổ chức khảo nghiệm. Nhìn ra được nàng này tại bên trong đệ tử của Vấn Đạo Tông vẫn có hy vọng rất cao, có thể được xưng là kỷ luật nghiêm minh. Những tên đệ tử Vấn Đạo Tông này đặt ở ngoại giới đều là những nhân vật quát tháo phong vân, bị người ta truy phủng là thiên chi kiêu tử. Nhưng ngay tại lúc này đều là nghe theo lệnh của nàng, không có chút nào vi phạm hoặc là lười biếng. Có thể thấy được đại sư tỷ Vân Chi này có địa vị cực cao. Căn cốt là đạo, cửa ải thứ nhất trên con đường tiên lộ. Căn cốt không đủ, mặc cho có bao nhiêu tài nguyên quán thâu cũng không cách nào tu tiên. Cửa ải thứ nhất, nội dung khảo hạch chính là khảo thí căn cốt. Mọi người theo thứ tự tiến lên, nếu có người nào đối với căn cốt của mình không có tự tin, vậy thì hãy tự hành ly khai nha. Không có người nào ly khai cả. Người có thể đến tham gia khảo hạch của Vấn Đạo Tông đối với căn cốt của mình đều có hiểu rõ. Có rất ít người giống như là Lục Dương, cái loại bởi vì nhà của mình gần liền đến Vấn Đạo Tông để mà tìm vận may. Cử động lần này của Vấn Đạo Tông là phòng ngừa những cái người có căn cốt không phù hợp với yêu cầu của Vấn Đạo Tông lại nghĩ dùng thủ đoạn lừa dối quá quan tra trộn vào bên trong Vấn Đạo Tông. Nói như thế, khảo thí căn cốt là dùng chính là căn cốt thạch, thể tích cực lớn phi thường dễ thấy. Từ phía trước của Vấn Đạo Tông lúc này chúng ta có thể thấy được là trống trơn. Vấn Đạo Tông hiển nhiên là không có ý định dùng căn cốt thạch. Một tên đệ tử của Vấn Đạo Tông ngồi tại hàng phía trước tên là Đái Bất Phàm. Công pháp tu luyện của hắn rất là đặc thù, linh khí tại bên trong thể nội của đối phương du tẩu một vòng liền có thể biết rõ căn cốt của đối phương là gì, tu luyện công pháp là gì, mệnh môn nằm ở nơi nào, trong chiến đấu như cá gặp nước. Lúc này Đái Bất Phàm đồng dạng như là lão trung y bắt mạch, hai ngón tay nơi cổ tay của hắn vừa để xuống liền có thể chuẩn xác biết rõ căn cốt của đối phương. Kim thủy quả tam linh căn cũng tạm được nha, người đi qua bên đây. Thủy quả song linh căn, cái này không tệ nha. Thủy mộc song linh căn, căn cơ của người đã từng có tổn hại, năm đó lúc người 12 tuổi nhận qua đại trọng thương, theo lý thuyết vốn nên lưu lại tai họa ngầm,
nhưng mà mạng ngươi không có đến tiệt lộ gặp được cao nhân. Cao nhân kia thiện tâm sức thủ chữa khỏi cho ngươi, y thuật của người này càng là tinh xảo, đẹp trai vô đối, đã bù đắp căn cơ cho ngươi rồi. Người kia nghe vậy có chút chấn kinh, không nghĩ tới đái bất phàm nhìn chuẩn như thế. Ê, năm ta 12 tuổi, mẫu thân bệnh chết, mẹ kế độc hưởng chưởng đại quyền. Mẹ kế lo lắng sự tồn tại của ta ảnh hưởng tới địa vị con trai của nàng, liền thiết kế mưu hại kiếp ẩn để mà hại ta. Ta làm vào hôn mê, lúc tỉnh lại đã không có việc gì. Phụ thân nói cho ta biết, nói lúc đó có cao nhân đương thời đi ngang qua đã cứu ta, lúc đệ đi cũng không lưu lại tính danh nữa. Sau khi người kia đi rồi, đệ tử Vấn Đạo Tông tiến lên chúc mừng đái bất phàm, tu vi lại là tinh tiến thêm một bước. Chỉ nhìn có một cái mạch liền suy đoán ra được cái chuyện tiền căn hậu quả, giống như là tận mắt nhìn thấy tu vi của đái sư huynh tinh tiến, nên ăn mừng nha. Đái bất phàm nhàn nhạt nói ra. Cái này cũng không có gì, vị cao nhân đó chính là ta đó, lúc ấy ta xúc được đi đường sau khi cứu người cho nên quên lưu tình lại thôi. Ta đệ tử kia ngàn hỏng. Đang khi nói chuyện thì đái bất phàm đối với cái vị người kiểm tra kế tiếp khoát khoát tay. Ê, 18 tuổi lố tuổi rồi má ơi, trở về. Một cái tên tiểu hòa thượng tướng mạo đáng yêu, tại dưới sự dẫn dắt của đại hòa thượng, đi vào trước mặt của đái bất phàm nghiêm túc hành lễ. Đái bất phàm liếc mắt nhìn hắn một chút, đem tiểu hòa thượng ném lại cho đại hòa thượng. Sa di của quyền không yếu, tới đây làm chi vậy hả? Trong cơ thể của ngươi đã có lạc ấn do chủ trì của quyền không yếu lưu lại rồi. Đi, quay trở về quyền không yếu của ngươi. Ta nhớ kỹ quyền không yếu là một trong ngũ đại tiên môn mà. Lục Dương lúc này nhỏ giọng hỏi Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu lúc này gật đầu nghiêm túc nói ra. Quyền không yếu chính là nơi có đệ tử ít nhất ở bên trong ngũ đại tiên môn. Thời điểm ít nhất chỉ có chủ trì cùng với một tên đệ tử, thời điểm nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 10 người. Cái tiểu hòa thượng này còn chưa có tu hành, nhưng đó là đệ tử của quyền không miếu, tất nhiên là Phật tính thâm hậu rồi. Hắn nhìn xem tiểu sa di bị sư huynh của quyền không miếu tiếp đi như lâm vào đại địch. Ta vốn cho rằng tương lai tại tu tiên giới ta chính là khinh thường quần hùng, không nghĩ tới vẫn là có người có tư cách trở thành đối thủ của ta. Ê, thật sự là khó lường. Lục Dương cũng không biết rõ Mạnh Cảnh Thu ở đâu ra được cái tự tin như thế. Người liền một chút cũng không lo lắng, vật chị cô nương kia đem hai ta đá ra ngoài sau. Sợ cái gì, người không thấy ở bên trong thoại bản tiểu thuyết đều là như thế viết sao? Đại tông môn có mắt không trồng, vu cáo hãm hại, đem thiếu niên thiên tài đá ra khỏi tông môn. Thiếu niên thiên tài coi đó là sỉ nhục, tức giận mà phấn đấu, kỳ ngộ không ngừng, nhất phi trùng thiên. Trở thành một cái tồn tại mà đại tông môn cũng phải cúi xuống nhìn. Không đúng, là phải ngưỡng mộ ngước lên nhìn. Lục Dương trầm mặt một hồi mới nhắc nhở. Nhưng mà Vân Chi cô nương giống như cũng không cần vu oan vu cáo gì cho chúng ta đâu nha. Cái này rất có đạo lý à. Thế là Mạnh Cảnh Chu cũng bắt đầu luống cuống. Ở trong thể nội khí tức sinh sinh không dứt, tự hành luân chuyển, nhìn quả áo của ngươi cũng không giống như là tu hành thế gia. Hẳn là ngươi lúc còn nhỏ ngẫu nhiên vu qua thanh mộc tiên quả hả? Đi qua. Cái người này, thể chất của người có chút đặc thù à. Đái bất phàm đặt ngón tay lên trên một cái tên trắng niên khỏe mạnh, da màu đồng, mắt y sáng lên. Huyết mạch thượng cổ man tộc, đúng là đã lâu không thấy rồi nha. Tên trắng niên cao lớn khỏe mạnh kia, đầu sáng bóng như ngọc, màu da dưới ánh nắng mặt trời cũng là phản chiếu ánh sáng, nhìn vẻ bề ngoài của hắn, nếu nói hắn 25-26 tuổi cũng là có người tin. Nhưng đái bất phàm không đưa ra nghi vấn gì về tuổi tác cả, cho thấy người này chưa đầy 16 tuổi. Lục Dương chỉ có thể nói một câu, đúng là phát dục thật tốt mà. Đám đông hơi xáo động. Huyết mạch thượng cổ man tộc, lực kéo dời núi sông, khí nuốt trọn nhật nguyệt, phồn vinh đến đỉnh điểm, rồi sau đó biến mất trong dòng chảy của tế nguyệt. Đại lục trung ương đã rất lâu không xuất hiện ra huyết mạch của thượng cổ man tộc. Mọi người đều nghĩ rằng cái huyết mạch thượng cổ này đã biến mất không còn tồn tại. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện một người trong kỳ sát hạch của Vấn Đầu Tông. Đại bất phàm ngáp dài một cái, đã kiểm tra được một nửa số người. Sao lại đến cả một cái đơn linh căn cũng không thấy? Chẳng lẽ là bị mấy môn phái khác giật đi mất rồi sao? Mạnh Cảnh Chu ung dung đứng lên, đái bất phàm cũng không đặt nhiều hy vọng. Nhưng khi ngón trỏ và ngón giữa của hắn đặt lên cổ tay của Mạnh Cảnh Chu, đôi mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, thình lình bật dậy. Lại chính là đơn. Nghe đái bất phàm nói như thế, ở dưới đáy tiếng nghị luận nổi lên tứ phía, lại là đơn linh căn. Đơn linh căn ý vị như thế nào? Từng cái bình cảnh của cảnh giới so với những người khác muốn nới lỏng hơn rất nhiều. Chú định có thể trở thành đại tu sĩ của tiên đạo, vào triều vừa vặn là chức vị cực cao, mà tại ở bên ngoài cũng có thể độc chiếm một phương, tự lập làm vương. Đám người đem ánh mắt tập trung trên người của Mạnh Cảnh Chu, nhãn thật sốt ruột,
cái bậc nhân vật như thế này sớm kết giao không có chỗ gì xấu, chỉ có chỗ tốt. Nhóm trưởng bối lúc này bận rộn lo lắng căn nhà hậu bối của mình, chờ sau khi tiến vào vấn đạo tông nhất định phải cùng với Mạnh Cảnh Chu này tạo mối quan hệ. Người của Mạnh gia lại là đơn linh căn đệ tử của vấn đạo tông, ba cái thân phận này hợp lại cùng nhau, tương lai ván đã đóng thuyền, chính là nhân vật có thực quyền của vấn đạo tông, là đại năng được tên lưu sử sách, chính xác là độc thân linh căn nha. Đái Bất Phàm lúc này mới nói ra cái tên đầy đủ của linh căn của Mạnh Cảnh Chu, trang diện vì đó cũng là yên tĩnh. Mạnh Cảnh Chu thì vẫn tím mặt. Độc thân linh căn, đây là cái đồ vật quỷ ôn gì, cả một đời đều là chó độc thân hay sao? Ta kiến thức hạn hẹp, người đừng có khi dễ tới nha. Mạnh Cảnh Chu lúc này nổi lên gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, phi thường là phẫn nộ. Đái sư đệ nè, đừng có chiêu chọc người khác. Thanh âm như mộng như ảo, như tiên truyền đến, vân chưa xuất hiện từ một cái làn sương khói, trừng mắt liếc Đái Bất Phàm một cái, hắn có chút chột dạ rụt cổ trở về. Mạnh Cảnh Chu mới dần dần bình tĩnh lại. Phải à, chắc chắn là Đái Bất Phàm đang nói phét rồi. Vân Chi lại nói với Mạnh Cảnh Chu, nhưng mà Đái sư đệ cũng không có lừa ngươi, ngươi thực sự là độc thân linh căn, đó là tên gọi khoa học, chỉ là trong giới tu tiên mọi người quen gọi nó bằng cái tên thông tục hơn là thuần dương linh căn. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy thì ngẹn họng, cuối cùng hắn cũng biết lý do tại sao những trưởng bối ở bên trong tộc và cả phụ mẫu của mình đều không nói cái linh căn của mình cho mình biết. Cái gì mà đến ngũ đại tiên môn bèn sẽ biết rõ, rõ ràng là ngại nói với mình. Không tránh được. Kể từ sau khi kiểm tra xong căn cốt, cha mẹ cứ hỏi là mình muốn có thêm một đứa em trai hay là em gái, thì ra là cái linh căn khốn nạn suốt cuộc đời phải khẳng định làm chó độc thân này. Mình đẹp trai xuất sắc tới như vậy mà lại phải làm kiếp cẩu độc thân, vậy không biết có bao nhiêu tiền tử phải rơi lệ rồi đây. Độc thân linh căn hay là thần dương linh căn của hắn là chí dục chí cương, khắc tinh của ma quỷ. Duy trì thân thể thần dương, tu vi tiến bộ, một ngày bay đi nghìn dặm, phá đi thần dương thân thể, tu vi sa sút như đổ nghìn dặm trong một thoáng. Tại sao càng nghe cái tên thông tục của linh căn này lại càng giống cái tên khoa học hơn vậy? Lục Dương thầm cà khịa phía sau. Bởi vì cái vị tiền bối thần dương linh căn đầu tiên tự gọi mình là độc thân linh căn đó mà. Tu vi của Vân Chi cao thâm mặt trắc, cái lời thì thầm nhỏ giọng của Lục Dương cũng giống như là lời nói ở bên tai của nàng, rõ ràng từng chữ. Vân Chi hơi ngừng một chút rồi tiếp tục nói, giới tu luyện có thói quen tôn trọng các lão tiền bối độc thân đó mà. Làm như nói thêm một câu này thì có thể tăng thêm sức thuyết phục vậy. Mạnh Cảnh Chu hiển nhiên vượt qua cái vòng đầu tiên, ngay sau Mạnh Cảnh Chu thì là Lục Dương rồi. Ủa, lại là một cái đơn linh căn nữa nè. Con ngươi của Đái Bất Phàm hơi co rụt lại, mới vừa rồi còn hoang mang là bận rộn hơn nửa ngày, một cái đơn linh căn đều không có gặp, hiện tại liên tiếp chính là hai cái. Ta cũng đơn linh căn sao? Lục Dương chỉ chính mình, trái tim phanh phanh nhảy loạn, hắn luôn cảm thấy hình như là mình nghe nhầm, khóe miệng không tự giác được dương lên. Không đợi nha, ngươi chính là biến dị đơn linh căn, là kiếm linh căn. Đái Bất Phàm khẳng định gật đầu. Hắn từ trước đến nay sợ căn cốt, không có chuyện xuất hiện sai lầm đâu. Kiếm linh căn trời sinh kiếm chủng, sắc bén không thể đỡ, công phạt là thịnh nhất. Đại sư tỷ Vân Chi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Dương, nàng đáp ứng đi lên xe ngựa bất quá là tùy tính mà thôi, không nghĩ tới bên trên xe ngựa hai người này đều chính là thiên tài đỉnh tiêm của giới tu hành. Nhãn thần của đám người thì cũng phát ra sốt ruột, bắt đầu tính toán có thiếu nữ nào cùng độ tuổi với Lục Dương hay không. Hận không thể đem Lục Dương bắt về ở rễ cho thế lực sau lưng bọn hắn. Cùng lưng tựa Mạnh gia Mạnh Cảnh Thù khác biệt, Lục Dương rõ ràng là xuất thân phàm nhân, phía sau không có người ủng hộ, thiên phú cực giai, lại là không có thế lực, quả thật là đối tượng tốt nhất để ở rễ rồi. Mẫu chốt nhất chính là người này còn có thể kết hôn và sinh con. Mà Lục Dương thì lúc này cảm thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn chính mình hình như hơi là lạ, có người còn liếm môi nuốt nước miếng, cho nên hắn cũng tranh thủ thời gian tiến vào cửa ải thứ hai. Đằng sau của Đái Bất Phàm là một mảnh rừng trúc, cửa ải thứ hai ngay tại ở bên trong mảnh rừng trúc này tiến hành. Thế nào, ngươi là cái linh căn gì vậy hả? Mạnh Cảnh Chu rất nhanh liền từ trong bóng tối của độc thân linh căn đi ra, tràn đầy phấn khởi hỏi thăm Lục Dương. Độc thân linh căn thì lại như thế nào? Trên tiên lộ nhiều xương khô, nữ sắc bất quá chỉ là hồng phấn khô lâu, cái gì mà mỹ nữ cận kề, tiên tử ở bên cạnh hắn không cần. Ngược lại Lục Dương mặc dù có thể vượt qua được vòng một, nhưng ngẫm lại với thiên phú trác tuyệt như mình thì mỗi kỳ sát hạch cùng lắm là chỉ có một người mà thôi. Lục Dương chắc cũng chỉ ở cái mức song linh căn á là đã hiếm thấy lắm rồi. Với tư cách là thiên tài tuyệt thế độc thân linh căn, hắn đương nhiên là quan tâm cho những thiên tài bình thường. Ta là kiếm linh căn,
Con mẹ nó, nãy nãy nhà ngươi. Sao lại chửi ta? Lục Dương đúng là không hiểu ra làm sao. Lại qua gần nửa ngày, những người xếp tại phía sau hai người lục tục ngo ngoe tiến vào cửa ải thứ hai. Đái Bất Phàm bỏ đi những cái người mà căn cốt không đạt tiêu chuẩn kia. Nghe xong đám người thảo luận, tự hồ lại xuất hiện mấy cái thể chất đặc thù, còn chưa kịp nghe ngóng cụ thể tình huống thì đại sư tỷ Vân Chi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhẹ bồng bềnh vứt xuống một câu. Ở phía dưới là bắt đầu cửa ải thứ hai, tiếp lấy nàng liền trực tiếp biến mất, dẫn tới đám người không hiểu ra làm sao. Nông vũ dần dần dâng lên, như là yên như đầu, mênh mông cuộn cuộn như nước, tựa như là một cái trường lưới lớn đem hết thảy rừng trúc bao phủ lại. Đám người theo bản năng muốn dãy dụa, nhưng cũng không có đưa đến tác dụng gì lớn cả, toàn thân đều bất lực, ý thức dần dần trầm lưng. Đây chính là huyễn cảnh rừng trúc, chính là một vòng của hộ tông đại trận, hả, là bọn hắn những kẻ này có thể ngăn cản được hay sao? Vân Chi tiện tay vẽ một cái vòng tròn xua tan đi mê vụ, đưa ra một cái vùng không gian. Đệ tử của Vấn Đạo Tông thì đứng tại ở phía sau lưng của nàng. Đại Bất Phàm cười hăng hắc nói: Làm dạo quyển cảnh rừng trúc sẽ để cho bọn hắn quên đi thân phận, quên đi khảo nghiệm, quên hết mọi thứ luôn, làm ra phản ứng chân thật nhất. Chính là không biết rõ lần này có bao nhiêu người có thể thông qua cửa ải thứ hai nha. Hy vọng là có thể thông qua nhiều một chút. Cái nhóm này có mấy cái hạt giống tốt, nếu gãy tại cửa ải thứ hai đáng tiếc à. Vân Chi thì một mực không có đem Mạnh Cảnh Chu cùng với Lục Dương đã ra khỏi khảo nghiệm. Đó là bởi vì cái khảo đề mà Mạnh Cảnh Chu đạt được cũng không phải của năm này, mà là của 20 năm trước. Cũng không biết rõ là cái vị trưởng lão nào bán ra hả? Đại sư đệ nè, người cảm thấy ai có thể thông qua cửa ải thứ hai hả? Tự nhiên là tên thượng cổ mang tộc kia rồi. Thượng cổ mang tộc có tiếng là tâm địa đơn thuần, tâm tính không thể nghi ngờ. Ta nhìn cái tên độc thân linh căn kia cùng với cái tên kiếm linh căn cũng không tệ, xem xét chính là người thành thật nha. Vân Chi nghĩ đến cái tràng cảnh Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu ở bên trong xe ngựa thương lượng như thế nào để mà gian lận. Nàng cảm thấy hai người bọn họ một cái tia một hào, một cái lông một chim nào cũng không dính dáng tới người thành thật cả. Ta là đang ở chỗ nào đây? Tên trắng hắn thượng cổ mang tộc tên là Mang Cốt, hắn nghi ngờ nhìn xem chung quanh, quên vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tay của hắn cầm một cái lưỡi búa cũ nát, đứng tại bờ sông, sông nhỏ sóng nước lấp lánh trông rất là đẹp mắt. Mang Cốt trượt tay một cái lưỡi búa cũ nát rơi vào sông nhỏ. Mang Cốt vừa định đi vớt lên, chỉ thấy sông nhỏ ực bốc lên bong bóng khí. Bong bóng càng bốc lên thì càng nhiều, càng bốc lên thì càng lớn, nước bắt đầu dâng trào lên. Một cái tên nhân vật bồng bềnh như là thần tiên, tiên khí lượn lờ xuất hiện, trước mặt tung bay ba cái thanh lưỡi búa kiểu dáng khác biệt. Người trẻ tuổi, ta chính là Hà Linh, ngươi vừa rồi rơi xuống chính là cái thanh lưỡi búa cổ nát này, hay vẫn là cái thanh linh khí khai sơn phủ này, hoặc là cái thanh tiên khí khai thiên phủ này? Linh khí khai sơn phủ hay là tiên khí khai thiên phủ, đây đều là hai thanh lưỡi búa tiếng tâm lừng lẫy ở trung ương đại lục. Dù cho là phàm nhân không có tiên phú gì, một khi thu được hai cái thanh lưỡi búa này cũng có thể nhất phi trùng thiên, trở thành nhân vật cự đầu. Mang Cốt lúc này thốt ra: Là cái thanh búa cũ nát này nè. Hà Linh lộ ra vẻ mỉm cười: Thật sự là người trẻ tuổi thành thật, vậy cả ba thanh lưỡi búa này ta liền cho ngươi. Mang Cốt thông qua cửa ải thứ hai. Ôi nhìn, ta liền nói Mang Cốt nhất định có để thông qua cửa ải thứ hai mà, để cho ta nhìn xem cái tên độc thân linh căn cùng với cái tên kiếm linh căn kia là lựa chọn như thế nào nha. Đái Bất Phàm tràn đầy phấn khởi để mà xem tiếp. Khảo nghiệm cửa ải thứ hai chính là thành thật, tiêu chuẩn thông quan chính là thu hoạch được ba thanh lưỡi búa này. Hà Linh cũng không phải là ảo giác đâu, hắn chính là sinh linh được thiên địa sinh dưỡng, đản sinh tại bên trong dòng sông nhỏ vây quanh rừng trúc. Hắn có hóa thân nhiều vô số kể, tiến vào bên trong huyễn cảnh để khảo nghiệm đám người. Hà Linh ưa thích nhất là người thành thật, tính tình của hắn cũng khá là hiền lành. Phương pháp duy nhất thông qua cửa ải thứ hai chính là thành thật trả lời vấn đề của Hà Linh, để cho Hà Linh đưa tặng ba thanh lưỡi búa. Mà lúc này ở một chỗ khác. Lưỡi búa làm sao rơi vào trong sông rồi? Lục Dương có chút kỳ quái, hắn cảm giác giống như là có một cái loại lực lượng không hiểu nào đó ép buộc chính mình phải làm rơi cái lưỡi búa vậy. Hà Linh lại lần nữa xuất hiện, ôn hòa hỏi thăm Lục Dương. Người trẻ tuổi nè, ta là Hà Linh, ngươi vừa rồi rơi chính là cái thanh lưỡi búa cổ nát này, hay vẫn là cái thanh linh khí khai sơn phủ này, hoặc là cái thanh tiên khí khai tiền phủ này? Lục Dương ngồi sẫm nửa mình dưới, ánh mắt từ bên trên ba thanh lưỡi búa khác biệt đảo qua đảo lại, ngẩng đầu nhìn Hà Linh giống như là nhìn một cái con thiểu năng, trong ánh mắt mang theo thương hại.
Ở trong đó có hai thanh lưỡi búa là của ngươi, ngươi không biết rõ cái nào là lưỡi búa của ngươi hay sao, trái lại còn hỏi ta. Tiếu Dung trên khuôn mặt của Hà Linh cứng ngắc, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì, đành phải thuận theo Lục Dương nói ra. Ta xác thực không biết rõ cái nào là hai thanh lưỡi búa của ta cả. Lục Dương cảnh giác nhìn xem Hà Linh. Vậy nếu như ta tuyển một cái thanh lưỡi búa, ngươi cũng đừng có đột nhiên lại khôi phục ký ức, nói là muốn cái thanh lưỡi búa nào là hai thanh của ngươi nha. Ta là người thành thật, tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu. Hà Linh lời thề son sắt nói. Vậy ngươi đưa ba thanh lưỡi búa này cho ta nhìn xem một chút đi. Hà Linh lúc này mới đem ba thanh lưỡi búa đều đưa cho Lục Dương. Lục Dương chuyển tay liền đem ba thanh lưỡi búa ném trở vào trong sông. Ngươi đem vấn đề vừa rồi hỏi ta một lần nữa coi. Hà Linh như phản xạ có điều kiện hỏi. Ngươi vừa rồi đây chính là cái lưỡi búa cũ nát hay vẫn là linh khí khai sơn phủ hoặc là tiên khí khai thiên phủ vậy? Trên mặt của Lục Dương lúc này chất đầy thiếu dung. Đều là của ta rơi cả đó. Hà Linh nghẹn họng, hắn lúc này mới cắn răng cắn lợi nói. Còn mẹ nó thật sự là người trẻ tuổi thành thật mà, vậy mà thành lưỡi búa này liền con ơi. Mà lúc này tại một chỗ khác. Ế, cây búa của ta đâu rồi? Mạnh Cảnh Chu hét lên ở trong ảo cảnh, muốn nhảy xuống nước để mà vớt cây búa lên. Hà Linh lúc này nâng lên ba cái lưỡi búa xuất hiện trên mặt nước. Chàng trai trẻ nè, người tẩm. Chưa kịp nói xong, bèn thấy Mạnh Cảnh Thu đã lao xuống, tẩm một cái nhảy vào trong sông. Bọt nước lộp bộp nổi lên còn nhiều hơn cả hắn. Chuyện gì xảy ra đây? Con mẹ nó. Hà Linh đứng thừ người ra đó, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như thế này. Bọt nước dần dần ít đi, sau cùng là biến mất. Mặt nước yên tĩnh tới đáng sợ, chỉ có khí tức của là Hà Linh tỏ ra, khiến cho dưới chân gợn lên những cái vòng gợn sóng lăn tăn. Tại sao không có động tĩnh gì hết? Không phải là chết đuối rồi chứ? Hà Linh lẩm bẩm. Hắn không quá lo lắng Mạnh Cảnh Thu sẽ thật sự bị dìm chết, bởi vì nơi đây chỉ là ảo cảnh, không thể nào chết đuối được. Hà Linh còn chưa kịp suy nghĩ xong rốt cuộc là Mạnh Cảnh Chu muốn làm gì thì biến cố lại xảy ra. Dao động trên mặt nước xảy ra càng ngày thật thường xuyên hơn. Hà Linh khẽ nhíu mày. Hắn đã kiểm soát sức mạnh của mình rất tốt, chắc hẳn không phải do khí tức của bản thân gây ra. Hắn chợt nhận ra. Là cái tên tiểu tử dậy sông lúc nãy sao? Chỉ thấy dòng nước lẫn lộn với một ít khí tức màu vàng kim, hơi nước trên mặt sông tỏ ra tiên ý từng án, giống như là có một cái điều gì đó cực kỳ khủng khiếp đang ấp ủ dưới đáy sông vậy. Đại khủng bố không biết khiến cho người ta run sợ. Trên mặt sông có ba đạo suối nước phun trào, càng phun càng cao, té lên hơi nước ánh sáng màu vàng kim nhạt tràn ngập toàn bộ mặt sông, để cho Hà Linh một thời gian thấy không rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Không biết từ chỗ nào lại có gió lớn thổi tới, thổi tan đi những hơi nước màu vàng kim nhạt kia. Ba đạo bóng người xuất hiện đều là bộ dáng của Mạnh Cảnh Chu, nhưng mà khí thế cùng với trước đó so sánh phải nói là long trời lở đất đều không đủ. Hà Linh run lẩy bẩy, cái này chính là phản ứng bắt nguồn từ bản năng chỗ sâu của linh hồn. Mạnh Cảnh Chu phàm nhân, tu tiên đại năng Mạnh Cảnh Chu cùng với tiên nhân Mạnh Cảnh Chu, đây chính là quy tắc bản nguyên của ảo cảnh. Phàm là vật gì rơi vào bên trong lạc hà sẽ xuất hiện ra ba cái độ biến hóa: phàm, linh và tiên. Trả búa lại đây cho ta. Ba cái Mạnh Cảnh Chu trăm miệng một lời lấy đi những lưỡi búa thuộc về mình. Có tiên nhân Mạnh Cảnh Chu tại, Hà Linh không hề có lực hoàn thủ mặc cho hắn nắm bắt. Tiên nhân Mạnh Cảnh Chu thì cầm tới tiên khí khai thiên phủ, tu tiên đại năng Mạnh Cảnh Chu thì cầm tới linh khí khai sơn phủ, phàm nhân Mạnh Cảnh Chu cáo mượn oai hùm, thừa dịp Hà Linh không có kịp thời phản ứng cầm tới lưỡi búa cũ nát. Ba thanh lưỡi búa tới tay, huyện cảnh phá diệt, Mạnh Cảnh Chu thông qua. Thông qua cửa ải thứ hai sẽ tạm thời lâm vào hôn mê, đây chính là cơ chế bảo hộ bản thân của thân thể. Đám người của Vấn Đạo Tông nhìn xem Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu thông qua cửa ải thứ hai thật lâu không nói gì. Con mẹ nó, không phải đã nói là người thành thật mới có thể thông quan hả? Hãy tên này, hãy tính này thành thật ở chỗ nào? Vân Chi không nói gì, nàng có một cái loại dự cảm. Đem hai người này chiêu tiến vào Vấn Đạo Tông, Vấn Đạo Tông vĩnh viễn sẽ không có ngày yên tĩnh. Hy vọng cái dự cảm này là sai. Hà Linh chân chính lúc này mới xuất hiện, cầm trong tay hai thanh lưỡi búa bạc và vàng, khí thế hung hăng phóng tới Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Hắn thân chính là thủ hộ linh của Vấn Đạo Tông, chưa hề nhận qua cái nhục nhã vô cùng như thế. Đều đừng có cản ta, hôm nay trời có sập ta cũng nhất định phải cho hai cái tên ranh con này một bài học, phải đoạn một cái tay một cái chân của tụi đó. Trời ơi, tức quá mà. Đệ tử Vấn Đạo Tông thấy thế mau nhanh chóng đem Hà Linh nổi giận cản lại. Hà Linh tiền bối đệ, chẳng không được.
hại lên trường bố bớt dân. Ê, người tham gia khảo hạch sẽ ra chuyện, nói chuyện này truyền ra ngoài thì thành danh của Vấn Đạo Tông chúng ta sẽ coi như là bị quét rác đó. Cuối cùng vẫn là Đái Bất Phàm ra mặt ngăn lại Hà Linh, người đang nổi trận lôi đình kia. Hà Linh tiền bối yên tâm nè, bài khảo hạch thứ ba là do ta, Đái Bất Phàm tới đích từ thiết kế, chắc chắn sẽ để cho hai cái tên này một cái bài học nhớ đời đó mà. Thấy Đái Bất Phàm lời thề son sắt mà cam đồng với mình, Hà Linh lúc này mới là chịu buông tha. Bài khảo hạch thứ ba được xem như là đề tài chủ chốt, có hai phương án. Một là do Vân Chi đưa ra, tương đối ôn hòa. Một là do Đái Bất Phàm đưa ra, hơi tàn nhẫn. Cả hai đều có thể kiểm tra đạo tâm. Sau khi mọi người bỏ phiếu quyết định là chọn phương án của Đái Bất Phàm. Phương án của Vân Chi thì quá nhẹ nhàng rồi. Ngay cả khi không vượt qua được cũng không bị trừng phạt gì. Nếu muốn dập tắt lửa giận của Hà Linh chỉ có thể chọn phương án của Đái Bất Phàm. Vân Chi cũng không có ý kiến ý cò gì về việc này cả. Để cho hai tên này chịu một chút đau khổ cũng tốt. Vòng 2 loại bỏ một lượng lớn người, đối diện với sự cám dỗ của ba chiếc lưỡi búa. Nhiều người thuận theo lòng tham của bản thân lừa dối Hà Linh rằng họ đã làm gây khai thiên phủ và khai sơn phủ. Những người bị loại bỏ rời khỏi ảo cảnh không ngừng than phiền rằng cái vòng 2 của Vấn Đạo Tông này quá khó rồi. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều than phiền vòng 2 quá khó. Chẳng hạn như những người đã vượt qua vòng 2 thì không có phần nào. Cái cửa ải thứ hai vẫn rất là đơn giản. Mang Cốt lúc này nói, chỉ cần nói thật là được rồi mà. Đám người chờ đợi ở cửa ải thứ ba đều nhau nhau gật đầu, đều cùng với lời nói của Mang Cốt là đồng dạng. Cái gì? Không phải quyền lại là phải để nhóm chúng ta nhảy vào trong sông, đem lưỡi búa từ trong tay của Hà Linh cướp tới hay sao? Mạnh Cảnh Chu lúc này hô lên, thế nào, sao cách làm của mọi người cùng với hắn không có đồng dạng vậy? Lục Dương liếc Mạnh Cảnh Chu một cái, cảm thấy tên này thật sự là ngu sửng. Nếu như Hà Linh cũng không phải là ảo giác mà là tồn tại chân thực, người há không phải chính là đang chiêu chọc Hà Linh hay sao? Người hẳn là phải làm giống như ta đây nè, đem lưỡi búa của Hà Linh đem qua giả bộ xem một chút, sau đó đều ném xuống sông cả. Dạng này ba cái thanh lưỡi búa đều tính là của chúng ta rơi xuống đó mà. Mạnh Cảnh Chu bừng tính đại ngộ. Vẫn là người thông minh. Đám người yên lặng nhìn xem Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu tổng cốt kinh nghiệm, bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không là cái biện pháp thông quan của bọn hắn là sai rồi? Mang Cốt nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhớ kỹ phụ thân mình nói qua, thượng cổ mang tộc xích đỡ diệt vong chính là bởi vì bọn hắn tự cao tự đại, bất học vô thực. Làm hậu nhân nhất định phải vượt qua cái khuyết điểm này, khiêm tốn hướng người khác mà học tập. Mang Cốt cảm thấy mình tìm được đối tượng để mà học tập rồi. Đang lúc đám người thảo luận chính xác phương thức thông quan là gì thì Vân Chi, Đái Bất Phàm cùng với các đệ tử của Vấn Đạo Tông xuất hiện. Đái Bất Phàm lúc này mới nhếch miệng lên cười một cái, hắn lật bàn tay ra. Một cái núi cao lớn nhỏ cỡ bàn tay xuất hiện, núi cao đón gió liền lớn lên, bất quá chỉ mấy hơi thở, liền đã cao tới độ cao trăm trượng. Đám người thấp giọng sợ hãi thán phục. Chiêu này tại bên trong tu tiên giới cũng là không gặp nhiều. Trên núi lớn cây cối rậm rạp, xanh um tươi tốt, cùng với núi cao chân chính không khác gì cả. Một mặt khác của núi cao còn có một cái đầu cầu thang kéo dài nối thẳng tới đỉnh núi. Vật này tên là Vấn Tâm Sơn, chính là kỳ vật ta nhờ trưởng lão luyện chế ra. Ở bên trên Vấn Tâm Sơn tiên phạm bình thường, các người phải làm chính là leo lên Vấn Tâm Sơn, bò càng cao liền nói rõ tâm trí các người cả kiên định nha. Leo đến bậc thang thứ 50 liền có thể phá quan rồi. Có người đưa ra nghi vấn. Nhưng như vậy Mang Cốt chẳng phải là chiếm ưu thế hay sao? Mang Cốt 15 tuổi đã có thân thể thể phách của người 25-26 tuổi, cao hơn người khác một cái đầu, leo lên núi xác thực là có ưu thế. Bước chân của hắn vừa mở ra một bước đã bằng người khác bước tới hai bước rồi. Đái Bất Phàm cười nói, vấn đề này không cần lo lắng đâu, Vấn Tâm Sơn sẽ đem tố chất thân thể của tất cả mọi người kéo đến cùng một cái trình độ, phàm nhân cũng tốt mà tu tiên giả cũng được, ở bên trên Vấn Tâm Sơn này của ta đều sẽ trở thành phàm nhân cả. Có thời gian hạn chế hay không hả? Còn có người đưa ra nghi vấn. Cái này không có đâu. Đám người vui mừng, không có thời gian hạn chế chẳng phải là mang ý nghĩa có thể một mực nếm thử, lo gì không thể qua được cửa ải thứ ba. Chẳng lẽ nói cái cửa ải thứ ba này chỉ là một cái hình thức sao? Có thể dùng pháp bảo hay không hả? Bọn hắn có pháp bảo trong tộc đặc chế ban cho, không cần linh khí thôi động liền có thể sử dụng, là một cái lợi khí lớn. Đái Bất Phàm có chút cười trên nỗi đau của người khác. Có thể chứ, đương nhiên là pháp bảo cũng có thể dùng. Chương thứ 5, ta cảm thấy cái vòng kiểm tra thứ ba này là kiểm tra trí tuệ. Mọi người bước lên Vấn Tâm Sơn không có cảm giác gì, chỉ có mỗi một mình Mang Cốt rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của mình đang giảm dần.
các tiêu chuẩn tố chất thực thể của hắn đều kéo xuống gần bằng với mọi người. Huyết mạch thượng cổ mang tộc sôi sục trong cơ thể cũng đã yên tĩnh trở lại, không thể tiếp tục cung cấp cho hắn sức mạnh cuồn cuộn dồi dào bất tận. Mọi người ngó nghiêng ngó dọc, cuối cùng đều nhìn về phía Mang Cốt, người khỏe mạnh nhất ở đây. Ồ được rồi, để ta lên trước đó. Mang Cốt thấy mọi người đều nhìn về phía mình cũng không khách sáo, dứt khoát làm người đi đầu. Một bậc, hai bậc, ba bậc, rồi mười bậc. Mang Cốt dễ dàng bước lên 10 bậc thang đầu tiên. Từ bậc thang thứ 11 trở đi, áp lực dần dần lộ ra. Hắn cảm thấy mình đang cõng một cái tấm bia đá cực lớn. Càng leo lên cao, cái tấm bia đá kia càng nặng. Tuy nhiên vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Tiếp tục leo, Mang Cốt thở hổn hển vài hơi, ổn định hơi thở, tiến lên bậc thang thứ 12. Mang Cốt leo lên bậc thang thứ 12, bước chân càng ngày càng khó khăn, tốc độ sải bước đã càng ngày càng chậm. Khi leo lên tới bậc thang thứ 19, mồ hôi đã bắt đầu thấm ra từ lưng của hắn, ướt đẫm cả áo. Hắn không khỏi dừng bước chân lại, thở hổn hển, ngồi xuống bậc thang để mà nghỉ ngơi. Liền xem ra ngay cả ngồi cũng có áp lực nữa. Mang Cốt cắn răng, trong lòng tự nói, mệt không muốn nói luôn rồi. Hắn hiện tại bất quá là tự đứng cõng cái bia đá, đổi lại thành ngồi cõng cái bia đá trên lưng. Tốc độ khôi phục khí lực rất là chậm. Đám người thấy Mang Cốt còn phải gian nan như vậy, liền biết rõ núi này không tốt để trèo lên. Trong lòng lập bộp một cái. Có người trầm giọng nói, ta nghe được trưởng lão trong tộc đã từng nói qua có địa phương tương tự. Cái vấn tâm sơn này có thể khảo nghiệm lòng cầu đạo. Tâm địa của người càng đơn thuần, tâm trí càng kiên định, lòng cầu đạo liền càng thần tí. Mang Cốt xuất thân từ thượng cổ Mang tộc, lấy cơ bắp mà nói nhanh, liền ngay cả hắn đều bò lên khối như vậy, chúng ta chỉ sợ sẽ bò càng khó hơn nha. À, khẩu quyết tĩnh tâm có thể để cho tâm lắng động xuống, phải chăng là có tác dụng? Có người khác nghĩ đến cái biện pháp. Cửa ải thứ ba yêu cầu chính là leo lên tới bậc thang thứ 50, cũng không có yêu cầu là người nào vượt lên trước sẽ tính là vượt qua thông quan. Bọn hắn hiện tại cũng không phải là quan hệ cạnh tranh. Đám người nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy đó là một cái biện pháp tốt. Trưởng bối trong nhà đều truyền cho bọn họ những khẩu quyết tương tự, dùng để tu thân dưỡng tính. Lục Dương há to miệng, hắn cũng không có cái khẩu quyết tĩnh tâm gì cả. Muốn ta truyền thụ cho ngươi một đoạn khẩu quyết tĩnh tâm hay không? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương lắc đầu, trước không cần, để ta ngẫm lại có phương pháp khác không hả? Mạnh Cảnh Chu thấy thế liền không có cứng rắn truyền thụ cho Lục Dương khẩu quyết. Mạnh Cảnh Chu lúc này từ bên trong nhập định tỉnh lại, cảm thấy tâm của mình yên tĩnh trước nay chưa từng có. Khẩu quyết tĩnh tâm này có thể thực hiện được rồi. Thời gian Mạnh Cảnh Chu nhập định so với người bình thường dài hơn. Khi hắn tỉnh lại thì những người khác đã tại cái vị trí bậc thang thứ 20-30, mồ hôi đầm đìa, muốn tiếp tục tiến lên một bước đều cần đại nghị lực. Giọt mồ hôi che kín cả khuôn mặt, liền ngay cả khí lực lau mặt đều không có. Có người nghĩ muốn mở ra lối riêng, cảm thấy chỉ ở bên trên bậc thang này mới có áp lực mà thôi, liền mới đi vòng qua vùng núi ở bên cạnh để có thể đến được bậc thang thứ 50. Nhưng khi hắn đi đến ở vùng núi bên cạnh mới phát hiện ra cái cách này không xài được. Cả cái ngọn vấn tâm sơn này đều là càng lên cao thì áp lực càng lớn. Có người lại muốn dùng pháp bảo, nhưng phát hiện ra pháp bảo đã mất đi năng lực. Dù là pháp bảo có kỳ diệu tới đâu, ngay cả cái việc kích hoạt, còn kích hoạt không được thì cũng trở thành một đống sắt vụn. Chả trách được Đái Bất Phàm không lo việc bọn họ sẽ sử dụng pháp bảo. Lục Dương thì tụt lại phía sau của tất cả mọi người, trông là nổi bật nhất. Hắn cởi một chiếc dép ra, ngồi xổm xuống ở bên trên bậc thang thứ 10, trầm ngâm suy tư, không biết đang quan sát cái gì. Người y đang làm cái gì vậy? Người ta đã leo lên rất xa rồi kìa. Mạnh Cảnh Chu hỏi với vẻ tò mò. Lục Dương không nói gì, tay cầm một chiếc dép. Hắn ném chiếc dép đi, chiếc dép rơi xuống bậc thang thứ 11. Người nhặt lên thử xem. Mạnh Cảnh Chu thì không hiểu Lục Dương này có cái ý nghĩ gì, nhưng vẫn làm theo. Ngay sau đó hắn phát hiện ra đôi dép này nặng hơn là ngày thường, như thể có thứ gì đó kéo ở dưới vậy. Mạnh Cảnh Chu dường như cũng hiểu ra đôi chút, ném dép lên bậc thang thứ 12, bèn phát hiện tốc độ rơi của dép giống như là ở bậc thang thứ 11, nhưng khi nhặt lên thì nặng hơn bậc ở thứ 11. Người có phải là phát hiện ra quy luật gì rồi hay không? Mạnh Cảnh Chu nhíu mày. Vật thể không rơi xuống đất, áp lực sẽ không truyền vào vật thể, chỉ khi vật thể tiếp xúc với mặt đất mới có áp lực bổ sung vào. Không sai nha. Lục Dương đập nắm tay vào lòng bàn tay, hiếm khi có người suy nghĩ giống với mình, rất là hứng khởi à. Mạnh Cảnh Chu lại trầm ngâm suy nghĩ, trong trạng thái tĩnh tâm, suy nghĩ của hắn xoay chuyển thật nhanh. Bậc thang ở thiền nghiêng, ở đây có rất nhiều cây, chúng ta có thể xây một cái thang hình số 7,
một cái đầu chôn xuống đất, còn cái đầu kia thì thẳng lên bậc thang thứ 50. Lục Dương nói một cách khẳng định. Đúng như vậy, cái đạo khảo nghiệm thứ 3 này nên là khảo nghiệm trí tuệ của chúng ta. Đây chính là đáp án tiêu chuẩn nhất nha. Mạnh Cảnh Chu hiểu được ý nghĩa của Lục Dương, rất nhanh đưa ra một cái vấn đề khác. Hai người chúng ta như thế nào để đốn cây đây? Bọn hắn không có lưỡi búa hay là cái cưa, như thế nào để đốn cây làm thang? Trên người của ngươi có pháp bảo là sắc bén hay không? Lục Dương đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn nghĩ tới cùng với người hợp tác. Đáng tiếc những người khác lý giải không được ý nghĩa của hắn. Mạnh Cảnh Chu xuất ra một cái dao găm. Đây chính là tộc lão đã kín đáo đưa cho ta dùng để phòng thân. Vừa ý đọc là thôi động, tốc độ còn có thể so với kim đan kỳ. Bất quá tại Vấn Tâm Sơn này không có bay lên được đâu. À không sao, sắc bén là được rồi. Lục Dương cười nói. Mạnh gia là một cái đại tộc, bọn hắn liệt chế pháp bảo coi như không cách nào thôi động. Trình độ sắc bén cũng là viễn siêu xa xa hơn những lưỡi búa, những lưỡi cưa của phàm nhân. Cái này chính là thích hợp nhất để đốn cây rồi. Sang đây nhìn xem, tại thời điểm người nhập định ta đã thiết kế tốt bản vẽ rồi nè. Lục Dương đem Mạnh Cảnh Chu đưa tới một cái mảnh đất cát tơi xốp. Nơi đó chính là bản vẽ do Lục Dương thiết kế, chính là cái thang hình số 7. Hai người xì xào bàn tán thêm một hồi, liền bắt đầu hành động. Cái dao găm của Mạnh gia quả thực rất là sắc bén. Những cây cối thô to trước con dao này y chang như giấy vậy. Rất nhanh, hai người đã cắt những cái cây này thành từng tấm ván với hình thù kỳ lạ. Trong phạm vi của Vấn Tâm Sơn này, tu sĩ cũng là đều trở thành phàm nhân. Những cái cây này có thể mọc ở đây tự nhiên cũng là cái loại bình thường nhất. Rất nhanh thì Mạnh Cảnh Chu lại phát hiện ra một cái vấn đề. Làm sao để kết nối hai tấm ván này với nhau? Ý đừng nói là chúng ta không có đinh, ngay cả khi có đinh cũng không thể kết nối được những tấm ván dày như vậy à? Người đã từng nghe nói qua cái cấu trúc đưa mộng vào lỗ hay chưa? Chưa. Lục Dương không còn cách nào khác, một mặt cầm con dao chặt phần nối của tấm ván thành cấu trúc mộng lỗ, một mặt thì giảng giải với Mạnh Cảnh Chu về trí tuệ của nhân gian. Cái phần nhô ra này gọi là phần mộng, còn cái phần lõm vào này chính là lỗ mộng. Kết hợp lại chúng sẽ tạo thành một cái cấu trúc mộng và lỗ. Đặc điểm lớn nhất của cấu trúc mộng lỗ là nó vẫn vững chắc mà không cần dùng đinh. Bách giải thích cái cấu trúc mộng lỗ này một chút nghe các đồ hủ. Nếu mà đồ hủ nào ta từng gặp mấy cái nhà mà thời xưa nhà gỗ đó thì sẽ biết được cái mộng lỗ này ha. Thì kết nối nói chung là làm cho nó vững chắc theo một cái kiểu là vừa khích của mấy cái cây gỗ với nhau, rồi đóng vào đó thêm một cái đoạn khúc gỗ nhỏ dài nữa thì nó sẽ vững chắc chứ không cần dùng tới đinh, mà rất là chắc chắn nha. Rồi tiếp theo các đồ hủ. Mạnh Cảnh Chu lắng nghe rất là chăm chú. Mạnh gia của hắn mặc dù có luyện khí nhưng sử dụng chính là linh khí, là thuật luyện khí, không cần đến cái cấu trúc mộng lỗ này. Mà lúc này trên bậc thang của Vấn Tâm Sơn, đám người mồ hôi trút xuống như mưa mà thở hồng hộc, chỉ vì leo lên tới bậc thang thứ 50 trở thành người thứ nhất thông quan. Có lẽ người thứ nhất thông quan có thể được Vấn Đạo Tông thưởng thức, trở thành trọng điểm để mà vun trồng. Đám người cũng minh bạch vì cái gì không cho thời gian hạn chế. Trèo lên ngọn núi này lực tiêu hao quá lớn, nếu là ngây ngốc thời gian dài, đổi tới ngày cả đứng lên đều đứng không nổi, chứ đừng nói chi là leo núi. Mà ở phía dưới của bậc thang, hai người kia cũng là mồ hôi rơi như mưa mà thở hồng hộc. Bọn hắn phế đi kinh lực cả hơn nửa ngày để mà chém ngã những cây cối liên miên. Trải qua hơn mấy lần thử lỗi, rốt cuộc cũng làm được cái thang rồi. Cái thang này tạo hình quái dị, ở trên mảnh dưới thu, cuối cùng lại là uốn lượn. Cùng nói nó là cái thang không bằng nói nó là một cái số bỏ ý bự chà bá. Xung quanh chân núi khắp nơi của Vấn Tâm Sơn đều là trụi lũi một mảnh, như là bị một con trư yêu to lớn gặm đi một cái. Có đệ tử của Vấn Đạo Tông vụng trộm liếc Đái Bất Phàm một chút. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ Đái Bất Phàm sư huynh, ưa thích nhất là khoe khoang cái sự sanh năm tươi tốt của Vấn Tâm Sơn. Khóe mắt của Đái Bất Phàm thì trật nhảy, không tự giác siết chặt nắm đấm. Rồi vậy thì đã coi như là hết tập 1 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm ha. Thì truyện này thì có tên nữa là Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Nếu là đạo hữu nào muốn đọc trước thì có thể vào web để mà đọc. Nhưng mà hiện tại thì bản dịch nó là hơi ít, đa phần là bản convert. Còn thì Bách sẽ cố gắng là khi buổi tối nào mà Bách rảnh thì Bách sẽ cố gắng livestream một tập. Một tập thì khoảng 5 chương. Hiện tại thì chuyện cũng ra chưa có được nhiều lắm, khoảng trăm mấy chục chương à, cho nên chúng ta cũng không cần vội.
Rồi, vậy thì các đồ hữu hãy cho xin ý kiến về đánh giá bộ truyện này. Bác sẽ đăng lại tại bên trên kênh của mình. Chào các đồ hữu nha.